chào mừng các bạn đến với bộ tộc. Hôm nay chúng ta cùng đi săn chăn khổng lồ, cùng với bộ lạc ở châu Phi. Bộ lạc thiểu số Bayas, Cameroon rất thịnh hành, và ưa thích một công việc vô cùng nguy hiểm, đó là chui vào hang tối bắt chăn khổng lồ. Điều đáng ngạc nhiên là chưa một ai trong bộ lạc này bị chăn quấn chết, dù họ chỉ được trang bị rất sơ sài là một miếng da bọc ở tay. Công đoạn chuẩn bị chỉ đơn giản là bọc một miếng da thú vào tay. Người thợ săn nhanh chóng chui vào hang tối để bắt đầu cuộc hành trình sinh tử săn những con chăn khổng lồ. Những thợ săn chăn dày dặn kinh nghiệm sẽ dùng bụi gai làm đuốc, thận trọng chui vào hang tối dài gần 100m để tìm nơi trú ẩn của chăn. Tới khi tìm thấy chăn cái đang ấp trứng, họ sẽ để cây đuốc bên cạnh đầu con chăn, làm cho nó bị lóa mắt. Con tay kia sẽ ngay lập tức nắm lấy cổ nó. Đuốc là thứ ánh sáng duy nhất giúp thợ săn nhìn rõ lối bò trong hang tối. Tận cùng đáy hang là nơi trú ẩn của chăn cái, bên ổ trứng đang ấp, để bảo vệ tổ của mình. Loài chăn thường phi về phía con mồi và há to miệng đớp lại kẻ thù. Chăn Adamawa tại vùng đất Bayas này được xem là loài động vật đáng sợ nhất thế giới, với chiều dài khoảng 10m và nặng 100kg. Thấy động, chăn cái liền ngoác miệng định đớp lại kẻ thù. Người thợ phải nhanh chóng tóm lấy cổ chăn và lôi mạnh ra ngoài. Rút chăn ra khỏi hang là lúc rất nguy hiểm, vì người thợ săn vừa phải tìm cách bò lùi, vừa phải đề phòng để tránh bị tấn công bởi những côn trùng trong hang. Khi mang được chăn ra cửa hang, người đi cùng phải nhanh chóng rút chân thợ săn ra. Người đi cùng phải nhanh chóng kéo thợ săn ra khỏi hang. Ngay sau khi lên khỏi mặt đất, chăn sẽ hung hăng tìm cách tấn công lại đối thủ bằng cách quấn chặt quanh cổ. Chăn khổng lồ quấn quanh cổ người thợ săn để chống cự. Người thợ săn phải hết sức khéo léo để thu phục được chăn và vác chiến lợi phẩm về làng sau cuộc chiến sinh tử vài phút. Vui vẻ vác chiến lợi phẩm về làng, ngày càng ít thợ săn trung thành với công việc nguy hiểm này, vì những người trẻ tuổi tại Bayas rất sợ đối diện với cái chết mỗi khi chui vào hang tối và bước mồ hôi để bắt loài vật khổng lồ này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp các bạn ở những video kế tiếp.